Ngày 19 tháng 5, Hội Cựu chiến binh huyện Ngọc Lặc đã tổ chức tổng kết phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi giai đoạn 2016-2021. Sự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Tuyến Quỳnh Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Phạm Văn Thiết, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Đặng Văn Quang, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đại biểu khách mời và các đồng chí cựu chiến binh tiêu biểu trong phong trào Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi về dự đông đủ. Trong giai đoạn 2016-2021, thực hiện phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đã được các cấp hội cựu chiến binh trong huyện triển khai thực hiện tích cực sâu rộng bằng nhiều hình thức và các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của cựu chiến binh. Động viên được đông đảo hội viên tham gia và đã thu được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Số hộ nghèo giảm rõ rệt, số hộ khá và giàu ngày càng tăng có đồng chí vươn lên thành triệu phú làm chủ doanh nghiệp hợp tác xã chủ trang trại gia trại quy mô sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển góp phần tích cực vào việc giải quyết việc làm cho nhân dân trong huyện và con em cựu chiến binh đóng góp vật chất cho gia đình và xã hội được cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao sau 5 năm đẩy mạnh phong trào thi đua hội cựu chiến binh, đoàn kết giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống gia đình, hội viên, đã tạo được 1.779 việc làm, trong đó có 1.264 việc làm mới, 220 việc làm thêm cho hội viên và con cháu hội viên theo thời vụ. Đến nay, cơ bản đã xóa được hết hộ đói, hộ nghèo. Năm 2016 là 6,25%. Năm 2021 giảm xuống còn 1,4%, hộ cần nghèo còn 3,4%. Hiện nay có 103 trên 213 chi hội không còn gia đình hội viên nghèo, nhiều gia đình hội viên trở thành chủ trang trại, gia trại, chủ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tạo được nhiều việc làm cho người lao động, góp phần thực hiện chương trình phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu của hội đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, mục tiêu kinh tế xã hội trọng yếu của huyện và của từng địa phương đã có tác dụng động viên, khơi dậy giữ vững và phát huy truyền thống yêu nước, giàu lòng nhân ái tinh thần đại đoàn kết dân tộc tính cần cù năng động sáng tạo có ý chí tự lực tự cường tạo động lực mới nhân tố mới trong cán bộ hội viên phát huy được giá trị tốt đẹp khuyến khích cựu chiến binh sản xuất có hiệu quả xây dựng đời sống văn hóa thân thiện bền vững được các cấp ủy đảng và chính quyền ghi nhận không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên mà còn góp phần thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới phát triển kinh tế đảm bảo an sinh xã hội giữ vững ổn định chính trị tăng cường quốc phòng an ninh đảm bảo trật tự an toàn xã hội hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Quynh, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh và đồng chí Phạm Văn Thiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả đã đạt được trong phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi của Hội Cựu chiến binh huyện giai đoạn 2016-2021. Để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng, đồng thời đưa phong trào cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững, tham gia xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, đạt kết quả hơn, Thời gian tới, các đồng chí đề nghị cựu chiến binh huyện Ngọc Lặc phát huy truyền thống yêu nước và tinh thần của người lính cụ Hồ, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ để mạnh tuyên truyền, tổ chức học tập quán triệt và xây dựng chương trình hành động, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện, thực hiện hiệu quả đến các tri hội cơ sở và đến từng hội viên tiếp tục xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động, nhân rộng mô hình điển hình của các tập thể cá nhân tiêu biểu. Đi đôi với phát triển kinh tế, các cấp hội cần thực hiện tốt hơn chính sách an sinh xã hội, tiếp tục phát huy và nhân rộng phong trào, cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện đã tặng giấy khen cho 15 cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi giai đoạn 2016-2021.